Chúng ta sẽ đọc học đến đoạn 25 của chứng đầu ca. Đoạn này cũng rất là thi vị. Nguyên văn chữ Hán là Giang Nguyệt Chiếu Tùng Phong Suy Dĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Viên. Thưa các vị, đoạn này nó tới 4, nó tới 8 câu. Ở đây là 4 câu đầu. Giang Nguyệt Chiếu có nghĩa là trăng rất là sáng, nó soi trên cái dòng sông. Giang Nguyệt Chiếu Tùng Phong Suy nghĩa là gió nó thổi tạo thành một âm thanh rất là dễ nghe trong cái rừng tùng. Giang Nguyệt Chiếu Tùng Phong Suy Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi. Thanh tiêu có nghĩa là lặng lẽ, vắng vẻ. Vĩnh Dạ có nghĩa là đêm sâu, đêm sâu. Đêm đã về khuya là gọi là vĩnh dạ, trọn cả một đêm. Hà Sở Vi là làm gì đấy? Đêm sâu và vắng vẻ, tịch lặng vô cùng, anh đang làm gì đấy? Phật tánh giới châu tâm địa ấn là ba cái từ này, thưa các vị, nó chỉ có một từ mà thôi nghe. Có khi người ta gọi nó là thể bát nhã, có khi gọi nó là Phật tánh, có khi gọi nó là giới châu, có khi gọi nó là tâm địa pháp môn. Nó hàm một cái nghĩa, nó là tâm Phật bất động thôi chứ không có chi cả. Hay nói một cái từ gọn hơn, nó là tâm Phật không sinh không diệt của chính các vị. Năng lực nhận biết tỏa sáng hiện tiền của các vị, họ dùng rất là nhiều tên cho nó kêu xa, cho nó đài cát thôi. Vụ lộ vân hà thể thượng y. Vụ là mây mù, lộ là sương, vân là mây, hà là ráng. Tức là nào là sương sớm, nào là khói chiều, nào là mây, nào là ráng trời, vân vân. Thể thượng y đó là những cái chiếc y khoác ngoài hình hài đang mặc của các vị. Hay đó, cái từ hiểu là những cái rất là đẹp đẽ của đất trời lồng lộng mênh mông, như mây, như ráng, như sương mù, như mưa, như là hoàng hôn buổi chiều, như là ban mai buổi sáng. Nó là cái lớp y đang khoác lên người của các vị. Mình nhìn ngang qua thì đây là bốn câu, nó rất là thơ thẩn, nó có cái tính cách thi ca rất là đậm đà trong đấy. Giang Nguyệt Chiếu Tùng Phong Suy Vĩnh Dạ Thanh Tiêu Hà Sở Vi. Phật tánh của giới châu tâm địa ấn. Vụ lộ vân hà thể thượng y. Trăng đang sáng trên sông, gió đang lai thành tiếng nhạc rất là vi u trong rừng tùng. Và trong một đêm trường tịch mịch như vậy, anh đang làm chi? An trú ngay nơi thể tâm Phật bất động, sống với nó. Thế thì đất trời mênh mông lòng lộng này, nó chỉ là lớp áo của anh mà thôi. Nó chỉ là một chút loại hình thể trang sức cho cái nét đẹp từ nội tâm anh mà thôi. Nó rất là dễ hiểu vậy, đâu có gì khó hiểu đâu. Rất là thi ca,
nhưng mà cũng rất là đạo lý. Và ở trong cái cuốn, bây giờ mình xóa cái này ha, rồi mình viết cái bản dịch, rồi chúng ta mới đi vô giải thích đôi điều. Họ dịch như thế này, họ dịch nó là trăng sáng, trăng sông tỏ, gió tùng lai. Trăng sông tỏ, gió tùng lai, đêm trường thanh vắng để chi đây. Phật tánh giới châu tâm địa ấn, mù sương mây ráng khoác làm y, cái chữ ráng chiều này chắc một số các vị hiểu, nhưng mà có khi các anh chị thanh niên ra nước Mỹ không biết ráng là chi nghe. Ráng chiều đó. Mây mặt trời sắp lặn và những cái cụm mây đó ở dưới chân trời vậy này, ánh nắng mặt chiều soi nó rực đỏ, nó viền một cái lớp màu sáng ở trên những cái đám mây đó, có khi nó là hình những bức tường thành, có khi nó là những hình nhiều thể loại lắm, người ta gọi là ráng chiều. Ráng chiều trong cái bài Chiếc Lá Phong của Sư Ông là mai có cái câu đó, mây bạc còn dựng thành đó, nó dựng thành từng cái bức thành rất là xa ở cuối chân mây. Đó là cái trường hợp buổi trưa, những lớp mây bạc nó dựng thành những bức tường thành rất là dài, mây bạc còn dựng thành. Lời hát của nó là chi? Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi, thu đẹp đã về rồi. Một lá ngô đồng rơi, vâng vâng. Mà có một câu đó, mây bạc còn dựng thành, đó là trường hợp của buổi sáng và buổi trưa. Thế nhưng mà cũng mây bạc nó dựng thành, nhưng mà ở dưới chân mây và buổi chiều ánh nắng nó vừa khuất phía sau lùm mây, cho nên nó rọi sáng cả một cái viền chân mây đó, rực sáng lên, người ta là ráng chiều. Có khi nó màu đỏ cực kỳ đẹp. Thì cái tự này nè, mù sương mây ráng khoác làm ý. Rồi ở cái bình diện phàm phu của mình, thưa các vị, khi trăng sông tỏ, gió tùng lai, đêm trường thanh vắng, thì các vị làm chi? Các vị làm chi? Ngồi trầm tư nhớ về người thương. Và thưa các vị, cảnh trí điều đầu tiên là đối với phàm phu của chúng ta thì nó gọi bao nhiêu việc nó nhớ về. Và tất cả những điều mà tâm thức phàm phu của chúng ta có thể sinh khởi trong những cái cảnh trí nó tuyệt vời như thế này, đó là tâm thức nó bồng bềnh, không hướng tới tương lai thì cũng lui về quá khứ. Và thường thì nó lui về quá khứ, nó nghĩ ngợi, nó mời mọc những cái quá khứ u buồn về, sầu tư, thảm khóc về. Và cái ổ cứng nơi mình nó chất chứa rất là đầy, cho nên khi cảnh trí bên ngoài mà nó tác động vào tâm thức thì cái chuyện tất nhiên là mình mời hết những ưu tư phiền muộn về. Đó là canh trường thanh vắng để làm chi. Với các bậc thánh thì thưa các vị,
Đêm càng tĩnh lặng thì họ càng chìm sâu trong thiền định. Cảnh trí bên ngoài tĩnh mịch, yên vắng, hoặc là mưa rơi, hoặc là khói sương, hoặc là nắng chiều, hoặc là hoàng hôn buổi sáng, hoặc là sương khói mịt mùng vào những ngày đông trở tuyết, thế thì họ rất tuyệt vời, họ khoác chăn, họ tọa thiền, chứ không phải là làm việc như chúng ta. Và mình chưa thể làm được một người giỏi, là một thiền sư lớn, thì mình nên biết rằng là tất cả những cái không gian điều kiện bên ngoài, nếu nó yên vắng, nó tĩnh mịch, đó là cái điều kiện tuyệt vời để mình thưởng lãm nha. Để mình thưởng lãm, hãy ngắm nhìn cái sự yên bình của núi thì lòng có bị yên bình. Hãy ngắm nhìn không gian thoáng đãng, lòng có bị thoáng đãng. Ngắm nhìn trời xanh bát ngát, lòng có bị cũng bát ngát theo. Tại vì khi các vị để lòng mình cảm nghiệm được với đất trời, không có một cái tiếng thì thầm phê phán nào trong đây, thì lòng ta nó đang đi vô thiền định mà ta không hay. Và khi các vị ngắm nhìn mọi cảnh trí đất trời, nó đẹp vô cùng, nó lộng lẫy vô cùng, tặng cho các vị, mà các vị để cho lòng mình nó chìm ngập trong buồn nhẫn ghét thương, thế thì điều thứ nhất, mình không biết thưởng lãm cái đẹp của đất trời tặng cho mình. Cảnh trí thì như nhau, nhưng mà nhà thơ thì người ta có thể làm được bài thơ tuyệt vời, lưu lại vài trăm năm, đọc còn nghe chấn động. Còn chúng ta, cảnh thì đẹp, nhưng mà lòng chúng ta thì bời bời phiền não, khổ đau, nhận chìm mình trong nỗi khổ. Trong cái phàm phu thường thôi, thì mình thua người ta. Cái mức độ thượng lãm mình thua rồi. Và đời sống nó không phải chỉ được kết tinh bằng cơm với gạo, bằng cái chuyện ăn với uống của vật lý đời thường. Nó còn có cái phần tâm thức đi vô. Cái tầng thứ nhất là cái tầng cảm thụ của chúng ta, mà chúng ta còn chưa thượng lãm thì chúng ta nghèo rồi. Và cảm thụ là cái gì ta có thể thưởng thức được nhé? Cũng cảnh trí đó, cũng miếng ăn đó, cũng con người đó, cũng câu nói đó. Nhưng mà nếu khả năng cảm thụ của mình nó sâu, thế thì nó làm cho sự nuôi dưỡng của mình nó lớn. Và khả năng cảm thụ mình không có, thì mình chỉ có nuôi dưỡng mình được thức ăn thôi, gạo với cơm thôi, bánh mì với sữa thôi. Thì cuộc đời mình nghèo hơn ta một bậc. Thành ra chưa cần làm thiền sư, hãy làm một người có chút máu nghệ sĩ thôi, chút máu thưởng thức cuộc đời thôi, thì mình giàu rồi đó. Nghệ thuật thì nghệ sĩ không hơn gì các vị cả. Các vị có nhìn thấy anh nghệ sĩ nào mà ba con mắt không? Thế mà cuộc đời nó giàu hơn mình nhiều lắm. Còn mình thì quá nghèo, mình thì chỉ đếm được những đồng xanh xanh mình mới có chút niềm vui. Còn ta không cần đồng xanh xanh, người ta cũng chẳng cần leo lên cái chiếc xe mẹt sang trọng, chứ người ta ngồi chiếc xe cọc cạch chơi, đi bộ chơi thôi, niềm vui nó cũng tràn dậy trong lòng người ta. Thế thì đâu có cần phải mất tiền, thủng tha thượng thẳng đi bộ thôi, từng bước một. Niềm vui là cái hơn hay không hơn, chứ không phải là những cái vật chất đo của đời sống bên ngoài. Cho nên thưa các vị, mức độ cạn đó là cái khả năng cảm thụ của các vị đối với cảnh trí. Mà nó tâm các vị nó yên, nó lắng được thì các vị cảm thụ được. Các vị giàu có hơn người ta gấp hai lần rồi. Rồi cái chiều cao hơn nữa, vươn lên đến tầm cao của một tâm thức cảm thụ, đó là một tâm thức có tu tập. Có tu tập thì thưa các vị, điều thứ nhất là mình không có bị cảm thụ buồn vui nhắc nhẫn. Một cái tâm thức nó tràn đầy cảm thụ á, thế thì nó thưởng lãm được đất trời, nó bén nhạy, nhưng mà nó lại quá ư là mềm. Nó dễ sao động trước cái đẹp, cái xấu. Nó dễ bị những cái hoàn cảnh, những đối tượng nhận chìm. Và không có một nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ nào mà cái khả năng cảm thụ họ không có bén hơn ta. Thế nhưng mà cũng không có một nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn nào họ trở thành người tu giỏi hết. Tại sao vậy? Tại khả năng bén nhạy của họ nó nhạy quá, cái độ nhạy cảm cao quá. Cho nên thưa các vị, cái năng lực ý chí nó không đủ mạnh để đi vào con đường thực tập. Mình đã từng thưa với các vị rằng là làm thiền sư rồi mà làm thi sĩ thì nó vô cùng hay, mà làm thi sĩ rồi thì khó làm thiền sư. Làm nhà nghệ sĩ, khả năng cảm thụ bén nhạy, có thể làm thơ ca nhạc quả rất hay, nhưng mà đi vào đường thực tập thì không thể được.
Chỉ có những phút giây cảm được đạo thôi mà sống không được. Hình dung rằng Trịnh Công Sơn có cả ngàn bài nhạc hết á, bài nào cũng tràn đầy, hầu như rất nhiều bài có cái chất đạo lý trong đó, phải không? Thế nhưng mà loanh quanh thì cũng chỉ là mỗi ngày tôi chọn niềm vui, chứ không phải làm cho niềm vui nó có mặt một ngày. Mỗi ngày tôi chọn niềm vui, đường đến anh em, đường đến bạn bè. Đời mình mà thưa các vị, mỗi ngày mình chỉ kiếm được chút xíu niềm vui thì quá ư là lỗ lạ, thiệt thòi đó. Phải làm cho niềm vui nó tràn dậy trong tâm thức mình, từng tế bào của mình nó reo vui. Và cái điều này nó không thể xảy ra đối với một tâm thức bén nhạy chỉ có cảm thụ về cái đẹp, mà nó phải đòi hỏi cái công phu của sự thực tập. Tóm lại cái điều mình thưa là thế này: trong đời sống bình thường có cái sự cảm thụ nhất định thì người ta có khi nó được nở hoa nhiều lần, còn mình thì cuộc đời mình dường như nó nở hoa có một lần thôi, lần lên xe hoa thôi rồi chìm mất vào hư vô, đợi tới lần cuối nó nở hoa rồi đi lên xe hoa về cảnh giới bên kia thì nó hơi uổng. Còn người ta có khả năng cảm thụ thì cuộc đời nó nhiều lần nở hoa hơn, nó sáng bừng lên những lúc may mắn tình cờ để có thể làm được một bài thơ, để có thể họa một bức vẽ, để có thể làm được một bài nhạc, vân vân. Nhưng mà cái tầng thứ ba của con đường tu tập thì nó rất là cần, và đa phần con đường tu nó không phải dành cho những người tâm thức nhiều cảm xúc, nó dành cho những con người có ý lực mạnh. Tại con đường này là con đường của sự thực tập mà, thực tập thì nó đòi hỏi cái khả năng trui rèn tâm, khả năng bền bỉ kiên trì, khả năng tinh tấn vô bờ, chứ không phải là tinh tấn vài ba ngày rồi buông trôi, không phải vậy. Cái sự khác biệt nó là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về cái chữ ráng chiều và cảnh trí đẹp của đất trời lòng lòng đang tặng cho các vị. Và các vị không thưởng thức được thì mình thiệt thòi. Rồi sẽ tới một lúc mình muốn thưởng thức một cảnh đẹp của buổi chiều không có điều kiện. Tuổi già nó đến với ta rồi, mắt ta càng nhèm, ta nhìn đâu có xa được đâu. Sẽ có những lúc mà các vị muốn đi bộ vài bước để thưởng thức cái lạnh buổi sáng, không có đi được, nằm đó thôi. Cho nên thưa các vị, đời sống của chúng ta nó không có đợi chờ cái điều kiện để cho các vị hưởng thụ đời sống ngay hiện tại này. Có chút tu tập và ta không cần hưởng thụ cái cà rem bên ngoài, mà ta hưởng thụ chính đời sống của ta. Thưa các vị, đi là một sự hưởng thụ, tại vì ta còn khỏe mạnh để đi được. Nghe từng lời vào tai, ta đón nhận được, không có bị ngỡn ngãn. Thế thì các vị đang là người thưởng thức trọn vẹn cái khả năng nghe của các vị. Các vị nói một câu mà người ta nghe rất rõ ràng, không cần người khác thông dịch. Đừng tưởng nói tiếng Việt mà không cần thông dịch nghe. Có những lúc nói tiếng Việt mà ta không biết mình nói chi, cần thị giả để thông dịch chứ. Tại vì mình nói liếu nhíu, cái khả năng phát âm của mình nó tự nhiên nó bị mất đi, lưỡi mình nó không còn bình thường nữa. Thế thì các vị hình dung rằng là sẽ có những lúc các vị muốn nói một câu và nói không có xong đâu. Thế thì bây giờ tại sao không sử dụng cái miệng của chúng ta, và thấy vô cùng hạnh phúc khi được nói một câu nó rất là hoàn thiện, người ta nghe, người ta hiểu mình nói gì. Và cái nhất trong đời sống này, mình thì nghĩ rằng hãy thành thánh, thưa không, anh hãy là một con người tận hưởng đời sống của chính anh là đã phúc lạc nhất trên cuộc đời rồi. Có khi mình sống 70 năm mà mình chưa hề tận hưởng được cái gì của đất trời tặng cho các vị, tặng cho bên ngoài, khoan nói, tặng cho các vị là hình hài này, đời sống này, thỏa mãn này. Các vị chưa từng trân quý nó, chưa từng hưởng thụ được cái hình hài của các vị, chưa từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ta được như thế này. Ta cứ đòi hỏi, ta cứ ngược xuôi, ta cứ hướng ngoại, ta cứ mong chờ, ta cứ muốn thủ đắc thêm một cái gì, thứ không cần. Thủ đắc thêm được thì tốt, mà chúng ta chưa được thủ đắc, chưa thể thủ đắc thêm được một cái gì thì hãy thông minh là
hãy nhận cái món quà của Thượng Đế tặng không cho các vị, miễn phí cho các vị. Đó là đời sống này. Và mình dường như mình rất là lơ là, mình đỡ cho mất rồi mình hối tiếc, mất khả năng nói rồi, lúc bây giờ phải ưng nói. Và lúc bây giờ thì thưa các vị cực lắm, mất khả năng đưa bàn tay rót một cốc nước rồi, lúc bây giờ ân hận muốn là cái tay mình nó phục hồi bình thường để rót được một cốc nước không dễ đâu. Và hình dung rằng sẽ tới một lúc nào đó tay chân của mình nó không có theo cái sự điều khiển của mình nghe. Mình muốn đưa tay rót một cốc nước, muốn lấy một miếng thức ăn bỏ vào miệng là không được. Và gọi người khác nhờ thì thưa các vị, có khi họ vui thì họ chạy tới, họ buồn là bộ không nghe là làm gì nhá. Và con của các vị nó đâu có ở bên các vị mà hầu các vị. Để các vị vô trong được xin không, các vị nằm. Thì hình dung rằng là người ta có giờ cho ăn, có giờ cho nghỉ, chứ có phải lúc nào người ta cũng chăm sóc các vị như chính đôi bàn tay của các vị chăm sóc mình không? Không. Không cần thị giả, không cần người hầu. Hãy cảm thấy rằng ta vô cùng hạnh phúc khi chân của ta còn đi được, tay của ta còn hoạt động được, mắt của ta còn nhìn được. Cho nên thưa các vị, ở mức độ cạn nhất của người biết tu là hãy thưởng thức đời sống của mình đi. Thưởng thức từng hơi thở của mình đi. Đang cảm nhận sức khỏe đang có trong tự thân mình, cảm nhận tim của mình nó vẫn còn tốt, nó chưa có đến nỗi làm ỉ làm eo là nó đòi ngừng đập, hãy mừng đi. Nên mỗi ngày nên có một cái buổi lễ hội mừng đời sống, đúng là như vậy đó. Người ta bảo rằng không có gì để mừng, thưa các vị, nói như thế thì dường như cuộc đời rất là nghèo và sống rất là leo lét, không có ánh sáng. Còn người mà có một chút thực tập thì đời sống nó tỏa sáng. Cái niềm vui nó phải reo từ bên trong, từng tế bào nó phải reo vui, nó phải mừng để đón nhận đời sống đang có cho tự thân ta. Và thông thường có khi chúng ta cứ nghĩ rằng tu là phải sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, phải chứng cái quả chi á, ghê gớm lắm. Không, anh hay chứng cái quả con người trước rồi đã. Anh hay là một con người biết thưởng thức đời sống của chính anh cái đã. Điều đó rất là quan trọng. Có khi mình làm cái việc vô cùng vụng về là thả mồi bắt bóng và quỷ đời sống này, coi thường hình hài này để nắm lấy một cái gì rất xa vời vời. Và giáo lý đạo Phật không hề dạy cho chúng ta điều này. Anh quay về ngay đi tự thân thực tập. Và thưa các vị, ngay cái pháp hành trì ban đầu, các vị thở vào thở ra là đã có điều Đức Phật dạy rồi nghe. Thở vào tôi nghe cơ thể tôi khỏe và nhẹ, thở ra tôi thấy thân tôi an lạc. Mình tưởng như là những câu này là những câu tự kỷ ám thị, nhưng mà không. Khi các vị tác ý như thế thì các vị hít vô, các vị nghe toàn thân các vị nó có một sự an lạc. Thở ra toàn thân các vị nó có một sự thoải mái, an lạc. Tôi thở vào, tôi nghe toàn thân thôi rất là hạnh phúc. Thì khi các vị khởi một tiếng nói ra lệnh cho tự thân vậy, thì dần dần các vị cảm nghiệm được rằng là từng hơi thở nó mang hạnh phúc tưới vào đời sống của các vị. Giáo lý của Phật không hề có cái chuyện là hướng tâm các vị chạy ra ngoài thân. Hãy nhận diện thân, thở từng hơi thở cho thân. Mình mà chưa đối xử dịu dàng với chính mình thì thưa các vị không có đời nào thiết lập được cái nền vô cùng căn bản để tu hết. Đó là cái điều rất là cạn. Và hầu như có khi mình tu rồi mình cứ nghĩ rằng là phải tu cái pháp môn chi, siêu Phật Việt Tổ kia, phải hành trì cái môn gì. Và thưa các vị, không có pháp môn nào tuyệt vời và an toàn bằng lời dạy của Đức Phật trong thiền tứ niệm xứ đó. Thử thực tập rồi mới thấy, mới chứng nghiệm được cái điều này. Và thông thường chúng ta dường như nghe cho vui qua tai thôi, mà chúng ta chưa hề hành trì, chưa hề thử làm một việc đó là mỗi tối đặt tay vào bụng, thở vào thở ra, thưởng thức từng hơi thở phồng xẹp của mình. Thì như mình coi chuyện này là chuyện lý thuyết thôi. Muốn học cái chuyện trên trời mây, học lý bất nhã, lý hoa nghiêm, thượng thừa, chứ mình nghĩ rằng cái này thường quá, tu gì mà thở vào thở ra
Tôi cái gì mà nhận biết từng hơi thở? Tôi cái chi mà nhận biết thân hành của tôi? Dường như cái chuyện này cứ sòn sỉnh và chúng ta coi rất là thường. Chúng ta bị cái văn hóa của Trung Hoa nó nhuộm tâm thức chúng ta. Chúng ta cứ mê cái chuyện là phải đại thừa kia. Các bậc thầy chúng ta thì giảng pháp thì nó đại thừa vậy đó, nó mới là đại thừa, và không mở vào cái pháp hành trì và làm chúng ta bị mê muội đi. Trong khi thưa các vị, giáo lý đạo Phật là sự thực tập nhé. Thuộc lòng mấy câu này à? Thế là điều thứ hai mình xin chia sẻ với các vị là cùng một cảnh giới. Điều thứ nhất mình vừa nói, không biết cái chi đó. Điều thứ hai, cùng một cảnh giới. Nhưng mà khác sự thọ dụng. Thứ nhất, bây giờ nói xong rồi đặt cái tên nó lại là cảm thụ đời sống. Cái chữ cảm thụ này nó hay lắm nha. Có khi mình đi ngang qua chữ nghĩa, mình không có đi sâu vào những cái tầng ý nghĩa mà mình muốn nói. Thông thường là mình suy nghĩ về điều đó chứ mình không có cảm nhận về điều đó, cảm thụ về điều đó. Mình suy nghĩ về một bông hoa thì nó dễ. Tức là mình nhìn đó, mình nói một câu là đây là hoa hồng là xong rồi đó. Rồi suy nghĩ về hoa hồng này trồng ở đâu, tại sao nó đẹp vậy. Còn cảm thụ về nó là tắt mọi tiếng nói, chỉ nhìn đó và hoàn toàn lặng yên với đó hoa đang có mặt trước mặt mình. Chỉ nhìn đó, ngửi mùi hoa của nó, cảm nhận cái đẹp của nó, mở rộng tâm thức ra để đón nhận sự có mặt của nó, và không để tâm thức mình bồng bềnh ngược xuôi, gọi là cảm thụ. Người ta có thể suy nghĩ về tình yêu. Trong mọi cái thứ tình giữa trần đời này, tình yêu nam nữ là một loại vô cùng đặc biệt nha. Khi nó đến với người ta rồi, người ta không có cách chi mà vượt thoát được. Nó như là con bạch tuộc, nó bám với các vị thì các vị chỉ có nước chết mà thôi, không vượt thoát được. Thế nhưng mà cái tội nghiệp là mình không có cảm thụ được, mình nói về tình yêu được nè, mình làm nhạc, làm thơ ca về nó, mình viết sách về nó được, mình suy nghĩ về nó, và những thứ ấy thì không phải là tình yêu. Tình yêu nó đến là sao? Không có một ngôn ngữ gì diễn tả cho chính xác, phải không? Tôi đố các vị mà nói được cái trạng thái khi đang yêu của các vị. Ở nơi đây thì tôi nghĩ các vị đều đã đi ngang qua cái cửa này. Thế nhưng mà biểu rằng lên nói về cái tình cảm ban đầu, lúc các vị gặp chồng các vị ra làm sao, gặp vợ các vị ra làm sao, thì đố trời ấy, không ai nói được cả. Nhưng mà cảm được chứ, phải không? Ta đã từng một lần nở hoa, lòng ta từng rộng rã, dù rằng sau đó thì nó héo úa, sau đó thì nó chán đời, nhưng mà ta đã từng. Thế nhưng mà biểu nói thì nói không được. Bây giờ biểu quý vị nói thì các vị làm gì? Nghĩ về nó, suy nghĩ về nó, diễn đạt về nó chứ không nói được. Còn lúc nó đáp xuống đời sống các vị thì không có miệng để nói. Chắc vậy đó. Nói không được, không biết làm sao để diễn tả được cái trạng thái rộn rã, trạng thái bồi hồi, từng tế bào nó nở ra dường như là nó có ánh sáng. Thế như nói nó không được. Thế thì cảm thụ khác nha, còn suy nghĩ về điều đó là khác. Cảm thụ về tình yêu, cảm thụ về cái đẹp, cảm thụ về buổi sáng tuyệt vời, buổi chiều mây ráng vân vân, thì cái đó chỉ là cái sự đón nhận, mở lòng ra, tắt hết mọi tiếng nói, mình chỉ có thể diễn đạt gần đó thôi, để cho các vị nếm trải cái hương vị. Chứ còn mình có không thể diễn đạt, tại diễn đạt thì nó không phải là của các vị. Các vị phải đón nhận cái hoàn cảnh như vậy, cái điều kiện như vậy, cái không gian trời đất như vậy, các vị mở lòng ra đón nhận. Cho nên cái chữ cảm thụ này nó rất là quan trọng á. Mình lặp lại, cảm thụ đời sống, thưa các vị, nó hàm hai nghĩa. Cảm thụ những cái
đối tượng trước mắt các vị, đến với tai các vị, đến với mũi các vị, đến với miệng của các vị, đến với tự thân các vị, đến với cảm xúc bên trong của các vị, đến với những cảm thọ vui buồn của các vị. Nó có hai phần hướng ngoại và hướng nội, và ta tắt đi những cái phê bình, những cái lý luận, những cái thầm thì nguyên thiên trong ta, ta chỉ đón nhận nó, mở lòng nó ra, gọi là cảm thụ. Nó chưa được đi vào cái tầng đạo lý. Tại sao? Thưa các vị, vì khi nó đến, ta cảm thụ, ta xôn xao, ta xúc động, ta chưa phải là người an trú trong pháp, nhận diện sự đến sự đi của nó. Thế thì tự cảm thụ mà các vị bước một bước chút xíu thôi thì các vị đã thành đại con đường tu nhé. Cái bước đầu của cảm thụ là tắt mọi ý tưởng trong đây, phải không? Để cho mọi cái hiện cảnh, mọi đối tượng, sắc màu, âm thanh vân vân nó đến và ta đón nhận. Thế nhưng mà ta dễ sinh khởi cái sự rạc rào hưng phấn trong trái tim. Trạng thái thứ hai, có tu tập, có thiền định là nó đến với ta, ta cũng đang trong trạng thái là tắt hết, tắt ngấm hết mọi ý thức xôn xao, mọi cái câu nói thì thầm nguyên thiên, nhưng mà nó có một cái trạng thái tỉnh tại, đang nhận biết, có một cái con người sáng tỏ đang nhận diện những cái điều đến với ta, nhận diện những cái cảm xúc trào dâng trong ta. Nó khác nhau là như vậy. Anh là con người đang quan sát những cái bên ngoài đến, những cái bên trong sinh khởi. Anh đứng lên trên, vượt lên hai dòng chảy của đến và đi, của có và không, của ngoại và nội, tức là của trong và ngoài, thì an trú ngay pháp hành là đang đi vô trong thiền tập. Thưa các vị, đạo lý của tu thiền nó không phải là xa với cuộc sống đời thường, nó ở ngay trong cuộc sống đời thường, ngay nơi cái nhìn, cái nói, cái ngửi, cái nếm của các vị. Ta cũng nhìn, ta ngửi, ta nếm như thế, nhưng mà ta là phàm phu. Thế rồi an trú trong thiền tập thì cũng không làm được điều gì khác. Đơn giản là chỉ nhìn, chỉ ngửi, chỉ nếm, chỉ ăn, chỉ nói, chỉ đi tới, đi lui bình thường, chỉ sống bình thường. Nhưng mà các vị, điều thứ nhất là mời được cái năng lực nhận biết đang có mặt, thì các vị đang trong thiền tập. Cũng là đi như nhau, nhưng mà khi từng bước đi của các vị có sự tỉnh giác, có sự nhận biết nhất định, thế thì các vị đang thiền hành. Cũng ngồi với nhau, thế nhưng mà mình ngồi mình để cho tâm thức mình nó ngược xuôi, chạy tới chạy lui, chạy đông chạy tây, thì nó không phải thiền chi cả, mà ngồi để vọng thức lăng xăng, ngồi để buồn giận ghét thương. Thế nhưng mà mình ngồi, tâm của mình nó đang trong trạng thái nhận biết cái sự tỉnh sáng nó đang có mặt. Cái con người quan sát nó đang có mặt ngay bây giờ, để nó nhìn cái con người đang ngồi đây, thì gọi là đang ngồi thiền. Kỳ thực là mình hướng dẫn những khóa tu ba bước thiền tập, thưa các vị, chỉ làm việc này thôi nha. Thậm chí lại Phật mình cũng hướng dẫn ngần này thôi. Ví dụ như những khóa tu mình bày cho các Phật tử rằng, khi các vị ngồi, đầu tiên các vị ra lệnh cho toàn thân buông thư, để các vị nhìn từ trên đầu xuống dưới chân, ra lệnh cho nó buông thư hoàn toàn, thì các vị đã thấy là mình đã lừa gạt người ta bằng cách là đem cái năng lực nhận biết, đem cái khả năng chánh niệm về để phủ ngay tự thân rồi. Điều thứ hai, cái bước đầu của thiền tập là khi đi vô thiền tập, đầu tiên các vị hãy thở cho hơi thở rất là dài, trút thanh khí ra ngoài 3 hơi, 5 hơi, 10 hơi chi đó, rồi sau đó các vị thấy hơi thở đang đi vào, đi ra hơi cánh mũi. 5 phút, các vị thay vì nhận biết hơi thở vào ra cánh mũi thì các vị nhận biết bụng đang phồng và xẹp. Nó cũng hàm có nghĩa là tôi đang nhìn thấy bụng tôi đang phồng và xẹp. Nếu chưa cảm nhận được điều này thì hãy đặt tay lên bụng thử, để nhận diện nó đang hít vào nó phồng lên, thở ra nó xẹp xuống. Và bước cuối cùng đó là thay vì nhận biết bụng đang phồng và xẹp thì các vị nhận biết toàn thân. Tôi nhắm mắt hay tôi mở mắt gì, tôi cũng có quyền thấy toàn thân vậy. Các vị cũng có khả năng làm điều này. Và cái điều đặc biệt khi ta làm điều này, nhắm mắt hay mở mắt, ta cũng đang là nội quán toàn thân, soi sáng toàn thân, nhận biết toàn thân. Thì cái từ mà chúng ta dùng ở đây
là đang là người quan sát toàn thân. Thế thì cái người quan sát đang đang ở đâu vậy? Ở trong ta và cũng ở ngoài ta nhé. Nếu ở trong ta thì nó không thể nhìn thấy được ở ngoài thân, mà nếu nó ở ngoài thân thì nó không phải là của ta, nó là người khác, thế thì cũng sai. Cho nên nó không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, không ở nơi đâu cả. Nó không hình, không tướng, không sắc, không màu. Xưa tới giờ mình quên, cho nên mình quay lưng lại với cái năng lực này. Bây giờ mình chợt nhớ thì liền sử dụng. Thế thì nó chưa từng sinh và nó không mất đi đâu, cho nên gọi nó là chưa từng diệt. Cái chưa từng sinh, cái chưa từng diệt, cái không có sắc, không có màu, cái đó là cái gì? Đích thực nó là Phật bất động của các vị. Và nếu người ta không khai thác được chỗ này, không khơi được chỗ này để cho chúng ta thể ngộ được, để chúng ta tu, thì chúng ta tưởng như cái việc này làm như trò chơi, và hiệu quả của nó không có, không có lớn. Nhưng mà khi có vị thấu đạt được rằng là mười phương chư Như Lai đều khơi cái chỗ này để chúng ta thể ngộ, ngộ được chỗ này gọi là ngộ đạo nghe. Không ai có thể có nói khác được điều này cả. Dù cho bậc đại thiền sư cũng phải nói điều này thôi. Dù cho mười phương ba đời chư Như Lai có hiện thân ở đây, có nói ngàn kinh muôn sách, không nói thoát cái chỗ này nghe. Tôi thách các vị thiền sư, 1.700 vị thiền sư Trung Hoa, 1.700 công án có thể vượt thoát được cái dòng kim cô của tôn hành giả này không? Chỉ khai thác cái chỗ này thôi. Ngay nơi sinh thân có cái tâm bất động, ngay thời này sinh diệt có cái thể không sinh không diệt. Nhưng mà do vì các thầy dùng nhiều từ nó rất là kêu xa, nó từ ngữ Phật học nặng quá, và người ta không có dùng những cái thí dụ để nó sáng tỏ để cho mình nhận ra được điều này. Cho nên mình cứ tưởng lầm rằng Phật tánh là cái gì nó to tát lắm, nó ghê gớm lắm, nó kêu xa lắm. Thưa không, nó đơn giản cái đó là không có cái gì đơn giản hơn. Ngay hiện tiền này thưa các vị nhận ra được thì các vị đi tới, các vị đi lô, các vị ngồi, các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười. Có lúc nào mà cái năng lực nhận biết này không có với các vị không? Mình tưởng chừng như là phải tu cái thứ thiền chi của mấy ông sư Tàu, gọi là phải thoại đầu, phải công án, rồi phải kết thành khối nghi, rồi mới vỡ khối nghi. Đừng có bị người ta lừa bịp, thưa các vị. Không cần như thế. Cái loại thiền công án nó mới có mặt sau này, từ cuối thời Tống, khi cái cơ hội của thiền suy thoái rồi, các vị thiền sư mới bày ra cái trò đó. Còn trước đó, vào thời Lục Tổ Huệ Năng, cho tới thời suốt cả thời Đường đầu thời Tống không có thiền công án nghe. Ngộ được chỗ này có khi không phải cần qua các vị thiền sư đâu, mà ngay kinh văn người ta ngộ rồi. Ngài Quyền Giác có người nói lên cái văn bản chứng đạo ca này ngộ từ kinh nào? Ngay kinh Di Ma Cật là ông đã thấy sáng được điều này, thưa các vị. Ngay kinh Lăng Nghiêm thôi, đọc 4 quyển đầu kinh Lăng Nghiêm, các vị có thể ngộ được cái thể tâm bất sinh bất diệt của các vị để tu rồi. Thế cũng chẳng cần vị thiền sư nào phải khơi mở. Và ta cứ tưởng rằng là trong đất trời này chỉ có những vị thiền sư mới có thể ngộ điều này ư? Không. Không phải là thiền sư, những người vớ vẩn giữa trần thế có khi cái tâm thức của nó chạm đến cái nỗi khổ tột cùng nó cũng ngộ nó, chứ đừng có cần với thiền sư mất công. Chân lý không phải là cái món sở hữu của riêng một giới nào, dường như mình nói điều này cả ngàn lần này. Nó không phải là cái món quà tặng của thiên liêng dành cho bất cứ một người nào riêng biệt cả. Tâm thức anh nó dâng đến một cái chiều cao thì nó chạm tới cái bức tường này thôi, nó chạm tới cái vùng không gian này thôi. Cái lòng khát khao của mình đủ mạnh thì mình chạm đến điều này thôi. Cũng không cần phải ăn chay nghe, không cần phải niệm Phật nghe, không cần phải cạo đầu nghe, không cần phải khoát y nghe. Thế nhưng mà tất cả những điều này, thưa các vị, nó giúp cho chúng ta có được cái chi để làm đạo. Ăn chay nè, niệm Phật nè, cạo tóc nè, thọ tỳ kheo nè, làm người tu nè, nó giúp cho ta có một cái phương tiện tối ưu để có thể làm cho chánh pháp Như Lai dễ khởi niềm tin nơi bao nhiêu người.
nó sáng bừng cái tâm thức người ta rất là dễ. Chứ còn kỳ thực những điều đó nó không có dính chi với cái chuyện ngộ đạo thấy tánh cả. Ăn chay 50 năm thế nhưng mà không thấy tánh thì cứ không thấy tánh nghe. Các vị thiền sư nguyên thủy, thưa các vị, có ông nào ăn chay rồi mà nói không phải thiền sư à? Và tâm thức Phật tử Việt Nam mình nó rất là kỳ cục, rất là lạ. Điều thứ nhất, rất là nặng nề về cái tông môn pháp phái. Tôi phải là đệ tử của thầy này kia, tôi rất là tự hào tôi là đệ tử của vị thiền sư lớn. Và điều thứ hai là mê cái đại thừa, là tôi là người của truyền thống đại thừa, cho tôi có thể học cái pháp hành trì của các vị sư nguyên thủy. Trong khi đó thì ta đếm ra trên hành tinh này những vị đạo sư lỗi lạc đa phần là những vị nam truyền mới lạ. Họ có pháp hành trì, dường như là truyền thống Bắc Tông chúng ta, thưa các vị, lý thì rất là giỏi mà hành trì thì dường như không có giỏi đâu. Mình dở lắm á, mình rất là nặng nề cái tính tâm môn. Thậm chí mà đi sâu vô cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền thì thưa các vị thấy một điều là dường như cái chất văn hóa của Trung Hoa đã ảnh hưởng vô cùng nặng trên cái cơ thể của đạo Phật, trên cái cơ thể của truyền thống thiền tông nghe. Kỳ thực rằng người ta có quyền nghi ngờ về 33 vị tổ của truyền thống, 28 vị tổ truyền thống Ấn Độ và 6 vị tổ truyền thống Trung Hoa, đó là cái giả thuyết ngụy tạo từ ngày thầy hội đặt ra. Tại sao vậy? Mấy bài kệ giống nhau. Đúng là cái nội dung của những bài kệ truyền tâm ấn từ ngày Ca Diếp về sau, thưa các vị, rất là giống nhau. Điều thứ hai, chúng ta chưa thấy Đức Thế Tôn trước khi Niết Bàn và trong cái văn bản Kinh A Hàm là kêu một vị tỳ kheo tới rồi phó chức ông là người lãnh đạo giáo đoàn, không nghe, không thấy. Dường như là chỉ có Phật giáo Hán Tạng người ta bày cái trò này. Rồi người ta có quyền ngụy tạo lịch sử. Và thưa các vị, Trung Hoa họ vô cùng thông minh về cái chuyện ngụy tạo lịch sử trong quá khứ tới hôm nay. Hay nói một cái từ dễ xúc phạm nhau, đó là cái sự giả dối người ta đã bày đặt từ quá khứ tới hôm nay rồi nghe, chứ không phải bây giờ họ mới làm hàng giả. Họ đã làm hàng giả từ 2000 năm trước. Chuyện đó là bình thường. Ta hình dung rằng là vào thời Tần Thủy Hoàng, tức là trước Công Nguyên tới 300-400 năm, các vị hình dung rằng là nó còn làm hàng giả để tráo vị hoàng tử lãnh đạo con vua nữa kia. Bản thân Tần Thủy Hoàng không hề là con của Tần Cảnh Công hay là Tần gì đó, và đích thị là máu của Lữ Bất Vi. Lữ Bất Vi là một tên thương buôn. Một tên thương buôn nó hỏi bố gì chứ, là buôn cái chi thì lời nhất, làm cái chi thì lời nhất, làm nông là bao nhiêu? Nó làm nông lời thập bội, tức là một lời mười thôi. Buôn bán là bao nhiêu? Buôn bán là lời bách bội, tức là một vốn trăm lời. Hỏi chứ làm vua lời bao nhiêu? Bố nói làm vua không có số đếm con, lời không biết bao nhiêu mà nói. Con sẽ buôn vua, con có buôn bán như là bố đã từng làm. Thế rồi hắn đem cái bà vợ đã có con, hắn gại gẫm cho một vị thái tử nhà Tần đang bấy giờ đó làm con tin ở một quốc gia khác. Và khi hắn giao cái nàng ái cơ cho cái vị vua kia, vị hoàng tử Lưu Vong kia, rồi hắn mới vận dụng bằng cái nguồn tài chánh, hắn bỏ tiền hắn mua quan chức nè, hắn mua, hắn lót đường cho con đường chánh trị, cuối cùng đưa cái anh chàng đó về triều. Thế rồi dần dần đưa anh chàng nó làm vua. Thế rồi nhà vua khi lên ngôi rồi thì dĩ nhiên là cái giọt máu của ảnh cài vô chính là con ảnh. Thế rồi con ảnh nó lên nó làm vua. Thì thưa các vị, trước Công Nguyên 400 năm người ta đã buông chính trị rồi, người ta đã lừa dối rồi. Thì cái chuyện lịch sử là cái chuyện vô cùng đơn giản. Đã là người có cái máu Trung Hoa, người ta có quyền ngụy tạo lịch sử nghe. Thế rồi cái việc thứ hai, mình dẫn lịch sử cho các vị thấy. Thậm chí Lục Tổ Huệ Năng là một người bá tánh, đó là một người dân thường thôi,
cái từ bá tánh người ta dùng đó là dân thường thôi nghe, dân phèn thôi đó, nông dân chai thôi đó, nói cái từ rất nhiều quê. Ở vùng lãnh Nam không dính chi với cái dòng họ Lô ở Phạm Dương cả. Thế nhưng mà do vì cái dòng họ Lô Phạm Dương là trong quá khứ đã từng làm quan chức của triều đình, và cái nguyên tắc và cái văn hóa, cái văn hóa gia trưởng, cái văn hóa trọng nam khinh nữ là một cái văn hóa truyền đời rất là lâu trên đất nước Trung Hoa. Người ta nghĩ rằng nếu để cho ngài Huệ Năng sinh ra trong cái chốn quê mùa là bá tánh bần dân như thế thì nó không có đủ uy để có thể dựng đạo tràng, làm đạo về dùng văn hóa như là vùng Lạc Dương, vùng Trường An để dạy đạo cho những danh nhân, cho những sĩ phu, quan chức và hoàng đế của triều đình. Cho nên dựng cái câu chuyện là rằng là bố của Huệ Năng á, từ vùng Phạm Dương lạc lõng về vùng Tân Châu là người bách tánh, tức là người thường dân, sinh ra cái tên Lô Hình Giả, đó là Huệ Năng rồi đi đi đống củi. Nhưng mà trong đó có cái chất của quyền quý cao sang, phải không? Và thưa các vị, mình nói không phải là mình tự nhiên dựng chuyện rồi làm mất cái uy phong của lục tổ Huệ Năng, thưa không? Cái phần đạo lý giác ngộ thì phần đó chúng ta không tính nha, tại vì con người nào cũng có phẩm chất Phật và giác ngộ. Nhưng mà cái chuyện ngụy tạo lịch sử thì phần này nếu dùng bằng con mắt rất ư là khách quan mà nhìn, chứ đừng có ư là cuồng tín tôn giáo, đừng có ư là mê đạo mà nhìn bằng cái nhìn đầy cảm tính. Thế thì cái điều rất rõ ràng rằng là người ta đã ngụy tạo lịch sử của Tổ Huệ Năng để cho ông thuận lợi trên cái con đường làm đạo. Thế rồi người ta đã ngụy tạo được cái anh chàng Lô Hành Giả là một tên tiều phu trở thành người quyền quý cao sang ở Phạm Dương, chạy về vùng Tân Châu. Thế thì người ta có quyền nối liền ngày Huệ Năng ngược lại những nhân vật lịch sử đã từng có bóng mờ trên đất nước Trung Hoa chứ. Và lịch sử Trung Hoa, thưa các vị, được ghi chép thì họ đọc lịch sử Trung Hoa như các vị đọc tiểu thuyết Việt Nam chứ có gì mà ghê gớm đâu. Tất cả văn bản đó bằng tiếng Tàu và thành phần trí thức Tàu thì nó có quyền đọc, nó có quyền nối lại để hình thành một cái dòng chảy. Tại sao nó phải làm như thế? Thưa các vị, cái vùng văn hóa trọng nam khinh nữ nó chảy trong huyết quản của người Trung Hoa nghe. Thậm chí bây giờ người ta sinh lỡ ra một đứa con gái thì họ liền giết chết, họ muốn là con trai thôi. Thế thì mình hình dung rằng là con trai đối với một hoàng đế là đúng là hạt máu đích thân của chính ta sinh, cho nên mới có quyền kế thừa ngôi vua. Và thậm chí là pháp kệ đặt tên theo dòng kệ cũng là cái văn hóa Trung Hoa hình thành. Ta hình dung rằng một vị hoàng đế có tới 3.000 phi tần mỹ nữ. Thế nhưng mà hoàng đế có quyền là gọi bất cứ một người đẹp nào trong cung đó ngủ với mình một đêm. Do vậy cho nên nếu mấy cái tên quan hầu nó là con trai hoàng thiện thì có biết là đứa nào nó có con với ta và đứa nào nó có con với những cái tên quan cai ba cung sáu viện. Cho nên tất cả những người muốn đi vô làm cái công việc trong cung đình thì đều phải làm cái chuyện chi? Trở thành thái giám cả. Và một cái cung vua tới 3.000 mỹ nữ như thế, và thưa các vị hình dung rằng là nếu có một nàng phi nào mà bất thành có đứa con thì con đó là con hoàng đế. Dù là chánh hậu không có con nhưng mà khi có một đứa bé chào đời nữa đó thì có quyền lượng nó lên để cho nó kế ngôi cửu ngũ thì vẫn là dòng máu quân vương nha. Cho nên họ rất là sợ cái chi? Không có cái DNA, phải không? Tức là không có cái di truyền của hoàng đế thì không được. Và do vậy cho nên trong cái văn hóa của nhà chùa, thưa các vị, chúng ta cũng bắt chước cái điều này, cũng có cái di truyền của các bậc tổ đích thị đây là người được sinh ra từ dòng thiền nè, đây là người sinh ra từ tổ này tổ nọ tổ kia, nối liền một dòng dài và nối liền ngang từ thời Huệ Năng về sau, dường như không có đủ uy phong, không có chứng minh được cái gì cả, cho nên là phải nối ngược lại cho tới Đức Phật cũng mới chịu. Và thưa các vị, cái tính ngụy tạo này nó có mặt trước tông nguyên cái 400-500 năm vào thời Tần.
cả một cái dòng chảy của nó, thưa các vị. Nó là như vậy, văn hóa như vậy, nó hình thành cái tính cách con người như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta đừng có trách phiền tại sao bao nhiêu thứ đồ giả mà Trung Quốc đều làm được. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Chuyện tự nhiên. Làm giả hoàng đế mà ta còn giả được. Ba cái thức ăn vớ vẩn thì nghĩa gì đâu. Rồi cái chuyện, thưa các vị, khi con người như thế, trong cái nôi văn hóa như thế đi nuôi dưỡng, là lượm con người như thế ném vào nhà chùa tu, thì làm sao tránh được? Con người nào cũng là con người sinh ra từ xã hội, có bao nhiêu không? Hắn thừa hưởng di truyền của xã hội, văn hóa của xã hội, máu huyết của cả một quốc gia, cả một cái bề dày 4.000 năm văn hiến. Cho nên khi đi vô chùa mà tu tập trở thành bậc thầy lớn, thì cái chuyện phải làm đó là ảnh nói cái dòng văn hóa, nói cái tính lịch sử. Và chưa có một dân tộc nào mê lịch sử như dân tộc Trung Hoa cả. Họ có quyền viết lịch sử nhiều đời, và họ có quyền làm cho lịch sử quá khứ những điều không có nhưng họ làm nó trở thành có. Rồi một cái ví dụ rất là đơn giản như thế này. Ví dụ như ngay cái đời của tôi, các vị đều tiếp xúc với tôi từng ngày, biết tôi là ông thầy vô cùng bình thường, là một tăng sĩ phàm phu thôi. Thế nhưng mà rồi cuối đời của tôi, đệ tử của tôi nó quá thương kính tôi, nó viết thầy nó nào là có thần thông nè, thầy nó là nửa đêm được Đức Di Lặc rước lên cung trời Đao Lợi dạy đạo như đó. Cho nên ổng mới có thể thuyết trăm kinh nghìn sách, ổng có thể chú giải kinh văn. Cái đời của các vị chết hết, cái thế hệ của đệ tử mình nó còn, thì có mấy người chứng minh lịch sử là nó nói đúng và nói sai. Thế rồi qua thêm thế hệ nữa, thế hệ cháu của mình nữa, thưa các vị, thì mọi thứ nó đều trở thành thiệt nha. Bôi son đánh phấn các vị lãnh đạo quốc gia là cái chuyện họ từng làm trong cái thế giới cộng sản, ví dụ như Mao Trạch Đông, vân vân, thưa các vị. Thế thì bôi son đánh phấn các vị lãnh tụ tôn giáo trong những cái thế giới văn hóa đông phương là chuyện tự nhiên, là chuyện tự nhiên. Đó là mình nói một cái chiều dài để cho các vị thấy rằng là chân lý nó không phải là hạn cuộc trong một nhóm người, trong một truyền thống, trong một tông phái nha. Không phải là đòi hỏi các vị phải ăn chay nằm đất, các vị phải khổ hạnh. Sẽ chỉ có những cái giai, có những cái giai cấp tu sĩ, họ cũng có cái lợi một phần, đó là họ đóng góp được cái công trình là biểu tượng đạo đức cho xã hội loài người. Cho nên rất là cần cái thế hệ tu sĩ, tại vì cái thành phần trưởng thành về tâm thức vươn đến chiều cao để hiểu được điều này thì dường như nó chỉ 10% thôi trong cái thế giới loài người. Người có khả năng xuyên ngao những cái tầng mây mù ảo ảnh của trần thế, tô son đánh phấn là dường như chỉ có 10% thôi, họ mới nhìn ra được điều này. Đa phần tâm thức chúng ta nó mang cái tính tâm thức cộng đồng thôi, tức là thấy người ta chạy theo thì mình chạy theo, thấy người ta khen thì mình khen, thấy người ta lại lực cập thì mình cũng hè nhau lại, chứ không cần biết ông đó thánh hay phàm chứ. Và cái năng lực của tâm thức cộng đồng nó xô dạt chúng ta về cái hướng đó. Do vậy cho nên cái thế giới tu sĩ á, họ làm được cái vai trò đó là điều thứ nhất, họ duy trì được ánh sáng danh pháp của Phật cho tới hôm nay. Điều thứ hai, nếu họ sống đúng theo lời của Phật dạy thì họ là biểu tượng đạo hạnh của xã hội, giúp được cho cái xã hội này nó cân bằng về cái mặt đạo đức. Điều thứ ba, cái ảnh hưởng của họ trong cái vai trò giáo dục nó rất là quan trọng, cho nên cũng rất là cần. Thế nhưng mà với con người cần tu tập, cần an trú để pháp hành trì, thì thưa các vị, những cái điều đó có khi nó cũng không cần thiết lắm. Cho nên khi mình hiểu điều này rồi thì mình bỏ xuống bớt những cái cố chấp của mình. Mình có thể đảnh lễ được những bậc thầy tuyệt vời, và cũng có thể đảnh lễ được những người bạn đồng học với mình để mình có thể học người ta. Và với người thấy được đạo thì nó có hai điều dựng nghịch lý nhưng mà rất chính xác. Điều thứ nhất là họ hiên ngang như hùng phong sừng sững, thế nhưng mà họ cũng mềm như nước. Họ cũng ngạo nghễ đứng giữa đất trời không biết sợ ai, nhưng mà họ cũng tràn đầy sự khiêm tốn. Phải như vậy đó.
Họ có là gì đâu họ khiêm tốn. Rồi họ có cần cầu danh, cầu lợi, cầu tiền, cầu tình gì của ai đâu, mà không có hiên ngang đứng trên đôi chân của họ. Cái điều kỳ lạ đối với một người thực tu, thưa các vị, họ có thể đứng đầu sóng ngọn gió để chịu mọi sự thị phi. Họ có thể là phủ phục trước một người để kính lễ một cách rất là chí thành, chứ không có phải là kiêu ngạo. Và cái câu chuyện dễ thương của một vị thiền sư Nhật mình kể cho các vị nghe rồi đó. Ông trước khi đi tu, ông có cái tên là Mãnh Quyền. Mãnh Quyền tức là cái bàn tay thép có sức mạnh, có thể cử đỉnh sô non á. Thế rồi là xuất gia làm thầy tu một hôm, đi trên đường khất thực về, nghe cái tiếng đao kiếm nó chạm nhau lỗng cổng ở trong cái vỏ đường, anh ta cũng tò mò leo tới hàng rào kiển chân ngó vô, rủi thai hàng rào mục cho nên nó gãy hàng rào rớt xuống. Thế là trong vỏ đường ta phát giác có cái tên nó đang nhìn trộm. Thế thì cái vị võ sư đó là người Trung Hoa qua dạy võ, tắm cổ anh ta lâu vô nói: mi là cái tên nào mà dám vô đây nhìn cái vỏ đường ta đang luyện tập, mi vậy đấu kiếm với ta thì ta tha cho. Quy luật ở đây là kẻ nào dòm trộm vỏ thì kẻ đó chỉ có nước chết mà thôi. Cái ông phủ phục lại nói: dạ thưa ngài, tôi là người tu, tôi đi ngang qua đây, tôi tình cờ nghe tiếng đao kiếm chạm nhau, tò mò tôi nhìn thôi, chứ tôi đâu có dám, tôi đâu có biết rằng là quy luật võ đường của ngài nó nghiêm khắc như vậy, xin ngài tha cho tôi làm phước. Tên kia nó khóc, dẫm lên đường cổ ông này lúc đang lại, khóc: ngươi phải đấu với ta thì ta tha cho, không có cái chuyện là tha cho mi một cách tự nhiên, đây là quy luật. Anh phục vụ anh lại, thằng Mỹ không được, anh hiên ngang đứng lên nói: này cái tên khốn nạn kia, Mỹ lấy kiếm lên. Bên kia nghe bị chửi câu giận đỏ mặt, quăng cái kiếm đó, Mỹ cầm kiếm này, nó không, Phật môn không cho phép ta cầm kiếm, ta chỉ có đôi bình bát gỗ, thế nhưng mà ta thách Mỹ đó, Mỹ cứ giả đâm chết ta đi. Tên kia tức quá phóng một nhát kiếm nằm ổng. Thưa các vị, ông dùng hai mình bát gỗ kẹp cái kiếm lại. Tên kia đâm tới thì không được, rút cũng không được, không biết làm sao hết, nó cứng như là dính vô thép ấy. Và đỏ mặt tía tai rỉ hoài không được. Tới chuyện ngài gầm một tiếng, ngài hất cái đôi bát ra, ông lộ ra mấy dòng như cánh chim, như con nhiều đứt dây rớt xuống. Thì thưa các vị thiền sư, có khi là vậy đó, phủ phục lại người khi thấy không cần thiết phải dịu võ nhân oai, không cần thiết phải chứng minh ta là cái chi cả, nhưng mà thấy cái chuyện này nó không được rồi thì thưa các vị hiên ngang ưỡn ngực: mình có giỏi mình đâm chết ta đi, thách mình cái tình khổ nạn kia. Và thưa các vị, đó là như vậy. Và tóm lại cái điều mình muốn thưa là thế này, thưa các vị, cái phần cảm thụ về đời sống này nó là cái phần vô cùng cản giữa cuộc sống đời thường nhé. Các vị ai cũng có khả năng làm được điều này. Kỳ thực là cái món quà này chúng ta đồng đẳng như nhau, chúng ta có một hình hài, chúng ta có quyền hưởng thụ đời sống như nhau, và có quyền nâng tâm thức mình lên đến chiều cao vô cùng. Cái chiều cao bình thường, thưa các vị, cảm thụ đời sống, chiều cao của vô cùng đó là các vị chạm tay vô được đạo lý vĩnh hằng, bất sinh bất diệt. Và cái con đường này nó phải như vậy thôi. Thế rồi bước thứ hai, chạm tay đạo lý vĩnh hằng, nó hàm nghĩa rằng trong một cảnh giới bình thường như thế này, nhưng mà tùy vào cái trình độ thể ngộ của anh mà anh có sự thọ dụng khác biệt nhé. Cảnh giới giang nguyệt chiếu tùng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, thì ai là chẳng thấy. Này là trăng sáng trên sông, này là gió thổi ngang qua rừng tùng tiếng vi vu, này là mây chiều ráng sớm, vân vân. Thì chúng ta có quyền thưởng lãm, nhưng mà tùy vào cái cấp độ tâm thức của chúng ta mà chúng ta có những cái sự thưởng lãm nó rất là khác biệt. Ví dụ như với mình thì mình chỉ nhìn cái cảnh trời mình thưởng lãm được chút đẹp đẽ thôi. Với người có năng lực tu, thưa các vị, họ an trú trong cái thể tâm bất động của họ
Thì thưa các vị, thân của họ đâu phải lời ngài này, mà thân của họ là pháp giới thân thanh tịnh. Cho nên tất cả những vì sao đó như là những viên kim cương đính vào áo của họ. Và khi họ đạt đến cảnh giới này thì thưa các vị, nó loại trừ cả phàm cả thánh. Cái cảnh giới này chỉ có người tự chứng mới biết được mà thôi. Trong cái ngôn ngữ của các vị thiền sư gọi là thử thị văn thù phổ hiền cảnh giới. Đây là cảnh giới của văn thù phổ hiền. Mà tất cả chúng sanh tuy ở trong ấy nhưng chẳng biết câu rất hay là thử thị cảnh giới thị văn thù phổ hiền nhất thiết chúng sinh tuy sinh kỳ trung như bất tự tri. Cái từ rất hay là tuy sinh kỳ trung như bất tự tri. Mình giải thích cái chiều này là chúng ta nói là cái chiều cạn. Ngài thiền sư chú giải một cái đoạn này, mình mới vừa thoáng đọc hồi trưa này một chút, coi thử coi ông chú giải đoạn này ra làm sao. Thì bắt gặp cái câu rất là hay như câu này. Ngài nói rằng là giang nguyệt chiếu tùng phong suy vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi. Tức là cái cảnh trí mà ta nghe rất là thi ca ấy, đó là cảnh trí không phải phàm, không phải thánh. Cảnh trí của văn thù và phổ hiền đang thọ dụng. Và cảnh trí này nó không phải là chỉ có nơi văn thù phổ hiền, mà nó có mặt nơi từng con người nơi hành tinh này. Mình sinh ở trong đó, mình ăn, mình ngủ, mình lội bơi trong đó, và mình lại không biết. Mình không biết là mình đang có cùng một khả năng thọ dụng những cái điều kiện tuyệt vời như văn thù phổ hiền. Câu này thì nghe nó hơi khó hiểu. Thế là mình ví dụ thế này. Ví dụ như mình tham dự một cái buổi lễ cưới của cháu mình hay con mình đi. Điều này thì nó dễ hiểu nhất. Các vị là những người khách mời. Có khi các vị là bạn hữu nè. Có khi các vị là bố nè. Các vị là mẹ nè. Có khi các vị là gia đình bên trai, gia đình bên gái. Thế nhưng mà thưa các vị, mỗi người ở trong một cái không gian lễ cưới nhộn nhịp tươi vui đó, nó không phải cùng một tâm trạng và cùng một niềm vui với nhau nha. Vợ chồng của cái cặp tân nương tân lang á thì nó khác. Ta cũng không biết là nó vui hay là nó lo lắng. Rồi bố với mẹ đó thì mỗi một tâm trạng nó mỗi khác. Có phải vậy không? Có khi là bố mẹ của bên trai, bố mẹ bên gái rất ư là vui lòng tại vì thấy con dâu mình rất là dễ thương. Còn có khi thì cũng là cưới dâu nhưng mà người ta rất là rầu đời, tại vì con dâu này dường như chưa chiên mà nó xỏ mũi là con mình, nó nhận chìm đời con mình rồi. Cho nên nó nỗi lo rất là lớn. Thế thì trong cùng một cảnh giới, trong cùng một hoàn cảnh nhộn nhịp như nhau, nhưng mà tâm trạng mỗi người thọ dụng rất là khác biệt. Thì từ cái suy nghĩ này, các vị nhìn lại coi, trong cái trần gian mộng quyển này, chúng ta đều thọ dụng đời sống như nhau, ăn như nhau, hít thở khí trời như nhau, thưởng thức cảnh sáng trời chiều như nhau. Thế nhưng mà tùy vào trạng thái tâm thức của các vị, lúc buồn, lúc vui, mà các vị có thể nhìn cảnh trí khác biệt, phải không? Khi buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cũng sáng cũng chiều ấy, nhưng mà lòng ta rộn rã niềm vui thì ta thấy dường như là vũ hội, dường như đất trời màu hồng.
Thế thì ngay tự thân ta, lúc buồn lúc vui thì cái cảnh thọ dụng ta đã khác, rồi nâng lên một tầng cao. Thưa các vị, khi tâm các vị mà có được cái trình độ tu tập nhất định đó, thì thời gian nó không phải là thời gian như ta biết nha. Không phải là thời gian 12 tiếng đồng hồ. Và không gian không phải như là không gian chúng ta biết, đó là rỗng và trống như thế này. Một cái ví dụ dễ hiểu là khi các vị có được một thời tọa thiền yên bình tĩnh lặng thì thời gian 45 phút dường như có một chớp tay thôi. Rồi khi tâm thức mình nó vươn đến một cái chiều cao nhất định thì trăm năm đời người nó là một chớp tay. Và thành đạo được đạo rồi, thấy là cái cuộc tử sinh dài ba cõi sáu đường, triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, dường như là chỉ chớp mắt và mở mắt là một triệu kiếp tử sinh. Thế thì thưa các vị, cảnh giới thì như nhau, hoàn cảnh sống như nhau, thế nhưng mà tùy cái tâm thức của các vị đạt đến chiều cao tâm linh như thế nào thì các vị vươn tới cái không gian của tâm thức như thế ấy. Ngay nơi đây, cái từ dễ hiểu nhất là phàm thánh đồng cư độ. Thánh và phàm cũng có mặt ngay nơi đây. Chúng ta không biết ngay nơi đây ai là thánh ai là phàm đó nghe. Chúng ta cũng không biết ngay trong hội trường này người nào là người có nhân cách cao quý, người nào người có nhân cách thấp hơn sự cao quý, người nào tâm thức họ tràn đầy phàm phu, người nào tâm thức họ như vị thiên, ta cũng không biết. Rồi trong một cái môi trường gọn nhỏ hơn nữa, trong hình hài này, cái tâm thức đang trú trong hình hài này, có khi thưa các vị, ta cũng chưa biết lúc nào tâm ta là thiên đế hay tâm ta là Atula, ta cũng không thấy lường được. Từng cấp độ tâm thức khác biệt trong một hình hài, từng cấp độ tâm thức khác biệt trong một đạo tràng, từng cấp độ tâm thức khác trên hành tinh này. Thế thì thưa các vị, không gian này nó không phải vài ba chiều mà nó có tới ngàn chiều không gian đang lồng vào nhau đây. Tùy vào đời sống tâm thức anh nó vươn đến cái tầng mức nào thì anh thọ dụng đời sống như tâm thức anh nó vươn đến. Rồi cái điều dễ hiểu hơn thưa các vị, trong cái cảnh đời đầy bon chen thế này, thế nhưng mà tùy vào cái cung phước của các vị nghe, phước lành của các vị mà lớn thì sống giữa cuộc đời này dường như nhẫn nhơ chơi thôi mà tiền của rủng đỉnh xài không hết. Còn phước của mình nó kém cho nên mình làm trầy vi tróc vẩy mà tiền thì chẳng có là bao nhiêu. Và rõ ràng rằng ngay trong cuộc sống này người ta có thể đo được cái phước lành của ta đã từng tạo trong quá khứ ra làm sao. Không cần nhiều thưa các vị, nhìn ở mức độ cạn thì các vị đoán rằng cái chiều kích thâm sâu nó cũng đi vào cái cảnh giới như thế này. Rồi cái tầng cuối cùng thưa các vị, cảnh giới văn thù phổ hiện ngay nơi tâm, nó hàm ở nghĩa vô cùng đơn giản như thế này. Khi các vị an trú ngay nơi cái tầng tâm nhận biết của các vị thì các vị đang sống với cái năng lực trí tuệ của văn thù. Phiền não đang bời bời bủa vây như là tường đồng vách sắt đang cuộn tròn đang nhận chìm các vị. Thế nhưng mà các vị chỉ cần làm một việc vô cùng đơn giản, các vị nhận diện đây là phiền não, đây là khổ đau, đây là ưu tư, đây là sầu muộn, thì tức khắc các vị đã làm bật sáng cái năng lực văn thù tự hữu của các vị để rọi sáng cái bức thành đồng vách sắt của địa ngục nơi tâm tối. Và liền cái khác là địa ngục vỡ tan, chỉ còn là tự giác văn thù phóng ánh sáng có mặt chiếu vào đất trời. Thế thì ngay nơi phiền não ta làm bật sáng năng lực văn thù không phải là chuyện dễ. Và đây là cảnh giới văn thù, nó liền có mặt ngay nơi tâm và phu của ta. Và khi các vị hiểu được điều này rồi thì thưa đại chúng, các vị có thể làm cho cuộc đời các vị chìm ngập ở trong cảnh giới Atula, hoặc là các vị giam nhốt đời sống các vị trong địa ngục. Nhưng mà các vị cũng có thể làm cho năng lực văn thù sáng bừng nơi trái tim của các vị. Phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn nó chỉ có khi chúng ta không thấy được đạo. Nhưng mà thưa các vị, vừa mở được con mắt chánh pháp ra thì ngay nơi đời sống này, ngay nơi phiền não trùng trùng ngày này, ngay nơi tâm thức phàm phu này, các vị liền làm cho năng lực tâm của các vị
sáng bừng loang ánh sáng của Đức Văn Thù chói chang và đang phóng quang chiếu sáng độ hà sa chúng sinh trong tâm Thế Ca Vị. Cái từ Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, thưa các vị, những vị Bồ Tát đó có mặt trong kinh văn, có mặt trong những nơi chống lịch sử dưới trần gian này do vì các ngài thị hiện, nhưng mà tất cả danh hiệu đó đích xác nó là những cái phần tâm thức, những cái năng lực tâm của các vị đang có nơi đây nha. Mình nhận biết từng cái ý niệm vui buồn hay sinh hay diệt, đó là ánh sáng của tuệ giác Văn Thù vừa có mặt. Khi tất cả âm thanh nhộn nhịp bên ngoài đang sao động, đang đổ ập vào, đang nhận chìm các vị trong cái nỗi phiền muộn về thị, về phi, các vị chỉ cần an trú ngay nơi cái sự lắng nghe và đừng bị cái tiếng nói nó dắt dẫn, đừng có khởi ý thức thầm thì phân biệt về những ngôn ngữ thị phi của người ta đang đến đang đi, đang sinh đang diệt, thì các vị đang là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ các vị vượt thoát khỏi cái hầm khổ do lời thị tiếng phi người ta nhận chìm các vị. Tóm lại, Quan Âm, Thiết Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, đó là một phần năng lực của tâm đang có nơi các vị. Các vị chỉ cần sử dụng. Và Bồ Tát Quan Thế Âm không hàm nghĩa rằng là chỉ có Bồ Tát bên ngoài, mà còn là năng lực đang chiếu sáng nơi tâm thức của các vị. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã, Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ ác. Đừng nghĩ rằng là đó là bài kinh của Bồ Tát Quan Âm không, mà nó là còn là câu thần chú để cho các vị có thể quay về an trú ngay nơi cái thể Quan Âm của chính các vị để soi thấy năm uẩn của các vị. Và cái chuyện này, thưa đại chúng, là nó rất là đơn giản và dễ vô cùng xảy ra khi chúng ta đi vô pháp hành trì. Các vị chỉ cần là một con người quan sát năm uẩn của các vị, thì năm uẩn trở thành cái đối tượng bị thấy, thì nó không dính chi mình, thì nó đã là không rồi nghe. Thì các vị lúc bây giờ là Bồ Tát Quan Âm. Và nếu an trú trong cái tuệ quán này liên tục, tức là đừng có quên, mình luôn sống được với cái sự nhận biết hiện tiền, luôn sống được với cái năng lực là con người đang quan sát, thì các vị đang hành thâm bát nhã. Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi phải chẻ sắc uẩn ra làm ngàn vạn mảnh, tôi phân tích nó là sắc, là thọ, là đất, là nước, là lửa, là gió gì. Tôi phải phân tích nó bằng sự suy nghĩ. Không cần. Chỉ cần làm một việc là ta tỉnh quán, ta nhận diện là thân này đang bị ta thấy, ta là người đang thấy. Buồn vui này đang bị ta thấy, ta là người đang thấy buồn vui. Suy nghĩ bồng bềnh này là cái đối tượng bị thấy, mà ta là người đang thấy cái suy nghĩ bồng bềnh. Thì các vị đang an trú trong tuệ quán bát nhã. Các vị lúc bấy giờ là Bồ Tát Quan Thế Âm. Và mình làm lại, sống liên tục với điều này, thì các vị đang thực tập pháp bát nhã sâu xa tuyệt vời. Và đừng nghĩ rằng là lúc bấy giờ ngũ uẩn nó tan biến thành hư không. Nó vẫn còn đó, nhưng nó không phải là các vị. Các vị đích thị là người đang thấy, năm uẩn là cái đối tượng bị thấy, thì được gọi là năm uẩn đã trở thành không. Rồi bây giờ thì, thưa các vị, buồn, giận, ghét, thương, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Ta là người đang quan sát buồn, giận, ghét, thương. Ta là người đang quan sát thân ta đang đi tới, đi lui, đang ngồi, đang đứng, đang co tay, đang duỗi tay, đang cúi, đang ngửa, đang nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày. Thế thì không một phút giây nào rời năng lực quán chiếu của Quan Thế Âm đang có, đang sống động trong các vị. Và con đường tu, thưa các vị, mình làm lại, ngắn nhất là con đường thiền tập, thành tựu hiệu quả nhất là con đường thiền tập, chứng nghiệm tự giác niết bàn hiện thực chỉ là con đường thiền tập. Và con đường này nó không hứa hẹn rằng là phải trả lời này về cho các bụi rồi bay về cảnh giới nào. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, thấu ngộ được đạo, sống được với điều này, thì các vị có niềm tin kiên cường và chánh pháp. Mà chưa tỏ ngộ được điều này thì thôi, niệm Phật lai rai thì là chờ chết xin về cảnh giới Tây Phương, không có được khác. Chưa đủ tâm thức, mình đã chưa vươn đến cái chiều cao để thấu ngộ được điều này, thì chỉ có một đường đó thôi. Đường đó là đường của Đức Thế Tôn mở ra
để cứu tâm thức của chúng ta. Tại vì cái lớp mây mù bản ngã nó còn nặng quá, ta cứ chấp ta phải là người này thôi, cho nên tôi chết là tôi phải sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia, chứ còn tôi không thể tin rằng là tôi là cái năng lực nhận biết vô ngôn tĩnh lặng hiện tiền sáng tỏ vô niệm. Ta không thể tin được cái điều này. Ta chỉ tin ta là ngài, ta chỉ tin ta là nghiệp thức của ta, ta chỉ tin ta là sự suy nghĩ này, cho nên tôi phải có cái chỗ bám. Thôi thì tôi chết thì tôi phải sinh về cảnh giới kia cho nó chắc ăn. Tôi không thể tu trong một kiếp này thành tựu được cái sự giác ngộ, không thể tin được. Và niềm tin mình nó chưa đủ lớn để vươn đến cái chiều cao như thế. Thì thưa các vị, mình đành đi cái con đường vòng quanh đi. Và nếu các vị là người có cơ duyên đặc biệt, thế thì các vị chỉ cần chắp tay vậy, một phát thôi nha. Ta không phải là thân năm uẩn, ta là cái con người đang quan sát thân năm uẩn. Thì ngang ngang đó thì các vị đã đi vào tự hóa bát nhã và duy trì được cái trạng thái quan sát này. Thế thì mình đang thực hành sâu xa và vô cùng là đơn giản. Hầu như không có một bài kinh nào, không có một lời Phật nói mà không đi vào chỗ này. Thậm chí kinh Quán Vô Lượng Thọ, mình tưởng cái câu là tức tâm tức Phật là cái câu của mấy anh thiền sư. Không, câu đó từ truyền thống Tịnh Tông à, từ kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ngay tâm là Phật, tức là tức tâm tức Phật. Tức tâm thì Phật, rồi chữ tức tâm nữa, tác Phật. Phật ngoại vô tâm, tâm ngoại vô Phật. Ngay tâm là Phật, rồi ngay cái tâm này chính là Phật, rồi ngay cái tâm này làm Phật. Và câu thứ tư là câu ngoài tâm này không có Phật. Rồi câu thứ năm là ngoài Phật không có tâm này. Thế thì thưa các vị, đây là kinh Quán Vô Lượng Thọ chứ không phải là ngôn ngữ thiền sư. Và tiếp theo chúng ta cứ mê mệt vào cái chuyện các vị thiền sư Trung Hoa bài mà không có đi vào tột nguồn của kinh văn của Đức Thế Tôn dạy. Các ngài bài là niệm Phật đi là được vãng sinh nên nơi đó có ao sen thất bảo, được Đức Di Đà phóng quang nhiếp thọ, Quan Âm Thế Chí đề huề, Tai Vương Tháp Vàng đón anh về, vân vân. Là chúng ta khởi cái hình ảnh là chúng ta bay về đó, chúng ta ngồi trên tòa sen vân vân, trong khi cái tột đỉnh cuối cùng của truyền thống Tịnh Tông là những câu này nghe. Ngay nơi tâm là Phật, ngay nơi tâm là Phật, chính cái tâm đó là Phật. Ngoài tâm không có Phật và ngoài Phật không có tâm. Và cái tâm nào? Cái tâm không sinh không diệt, đang sáng rỡ hiện tiền, đang phóng quang ra mắt để nhìn thấy mọi vật, đang phóng quang ra tai nghe hết mọi tiếng tâm, đang có trên từng cái buồn vui giận ghét của các vị. Khi buồn vui giận ghét bất an mà các vị phóng quang, thế thì năng lực của Di Đà liền thu nhiếp chúng sinh đó, vãng sinh về Tây Phương ngay nha. Ngay cái lúc các vị trầm cảm bất an, ngay cái lúc mà các vị đang bời bời khổ đau phiền não, các vị chỉ cần để cho Đức Thế Tôn của các vị, Đức Di Đà bên trong các vị phóng quang nhiếp thọ, thì lập tức là tất cả những chúng sinh phàm phu khổ não đang sắp bị nhẫn chìm trong ngục thiết vi kia liền vãng sinh ngay. Và cái điều này nó phải xảy ra thôi. Ví dụ như đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang lo âu, đang phiền muộn, các vị chỉ cần phóng quang, tức là dùng cái năng lực tâm thấy nó, thì các vị đang phóng ánh sáng của Đức Di Đà từ cái nội tâm chiếu sáng để độ cái chúng sinh buồn giận ghét thương trong các vị liền tan biến, gọi nó là tiếp thọ chúng sinh nó vãng sinh về cảnh giới A Di Đà, tan biến trong ánh sáng tự tâm của Đức Di Đà của chính các vị.
Và thưa các vị, mình lặp lại, không có con đường nào hiện thực bằng con đường thiền tập. Không có con đường nào dễ thể nghiệm bằng con đường thiền tập. Không có con đường nào giúp chúng ta có thể trong một đời thành đạt được sự giác ngộ, chấm dứt được tử sinh bằng con đường thiền tập cả. Và dường như là mình không tin điều này, và dường như có tin thì tin chút chút thôi, và tu thì dường như mình cũng không muốn tu. Mình cứ đòn nhắc mình vào, tôi là này này, tệ hơn nữa, đòn nhắc tôi vào những sở hữu chung quanh lũng củng kia. Tôi là người tôi thương, tôi là con tôi là chồng tôi là vợ thôi. Không cần đụng các vị, đụng vào người thương các vị thì các vị cũng móc mắt người ta. Và còn lâu lắm, ta mới làm được một điều là ta trở thành Đức Quan Âm đang quan sát năm uẩn của ta. Các vị thử làm một điều là an trú tâm ngay cái trạng thái nhận biết. Các vị luôn là một người đang quan sát. Các vị đứng, các vị đi, các vị nói, các vị cười, lúc nào mặt trời tuệ quán, tức là cái năng lực nhận biết cũng đang chiếu sáng ra phủ trường toàn thân các vị. Thử sống như vậy. Có thì giờ một ngày thứ bảy, một ngày chủ nhật, bất cứ một phút giây rảnh nào, ta thử làm một việc đó là luôn là mặt trời soi sáng tự thân ta, luôn là năng lực nhận biết toàn thân ta. Và thực tập điều này sẽ đến một lúc rồi các vị thấy là cái điều mình giải bài, thưa các vị, nó vô cùng là đơn giản, và các vị sẽ khởi niềm tin được với chánh pháp, và lúc bấy giờ mới nếm được hương vị chánh pháp. Còn không thì thưa các vị, chừng như chuyện tu là chuyện trang trí cho vui thôi, học pháp là chuyện trang trí cho vui thôi, chứ còn mình vẫn chưa nếm được hương vị chánh pháp. Và nơi nào mà dạy cái pháp hành gì mà nó vô cùng là màu sắc thì quả mai mình mới có thể tin được, chứ còn những cái pháp nó vô cùng đơn giản, trực tiếp chứng nghiệm Phật quả hiện tiền, dường như mình khó khởi niềm tin. Thế nên chúng là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Chương